Hello, hôm nay là ngày thứ sáu, 27 Tây tháng Giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 39, tức là ông thần tài, chuẩn bị bắt đầu. Và cũng là nhằm ngày 30 tháng Chạp, tức là 30 Tết, 12 giờ sắp tới đây, thì ở Việt Nam sẽ đón giao thừa. Trước khi mà vào chương trình, Lisa xin kính chúc cho tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam vui với tuổi trẻ, khỏe với tuổi xuân, nhộn nhịp nhiều trong cuộc sống mới năm Đinh Dậu 2017, và cầu mong sao cho tất cả đồng bào luôn luôn gặp nhiều may mắn trên công cuộc để mà đấu tranh giành được tự do dân chủ cho những đây là quê hương của mình, của đất Việt Nam mình. Rồi, trước khi vào chương trình, Lisa mời quý vị và các bạn lắng nghe một ca khúc. Cảm ơn em, Bình Nguyễn.
các bạn nha. Rồi chào Phạm Quỳnh, chào Đặng Minh Hiếu, cảm ơn con. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Để coi vấn đề là cái bằng đó là ở bên hải ngoại này đó thì ở tại California, tức là nó rộng lớn còn hơn đất nước Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam của mình ở bên California rất là đông và họ đang đốt pháo. Tối đêm nay nè, là đêm giao thừa đó, họ đốt pháo rất là vui vẻ. Bởi vì ở bên hải ngoại này, người ta được quyền cho đốt pháo. Ở tại Dallas Fort Worth, cũng như tại tiểu bang Texas, cũng như các tiểu bang, mọi người cộng đồng Việt Nam đều vui xuân một cách nhộn nhịp. Họ không có phải lo sợ gì cả. Những trái cây rất là thơm ngon mà kêu bằng là kiểm tra chất lượng hoàn toàn trong sạch và tinh khiết, để mà đem vào nhà họ đón một cái mùa xuân. Chứ không phải giống như ở Việt Nam mà bây giờ mua một cái trái dưa hấu về khắc làm cho đẹp vậy, chứ để trên bàn thờ không dám rớ ăn. Một trái bưởi giao bộ làm bưởi hầu lô, để vấn đề là kêu bằng là chữ phước lộc đồ kia, nhưng mà để chân lên bàn thờ không dám rớ tới. Thậm chí ngày năm nay chị nhận được những cái trái mà của thằng Tàu Cộng nó đem qua, những trái lê, những trái lựu đồ, nó khắc lên những đây là đẹp lắm. Nhưng mà ra mua 20-30 ngàn một trái mà về chân thôi, chứ không dám rớ vô. Bởi vì ăn vô là coi chừng chở đi bệnh viện không kịp. Ăn ở là sao? Mà 28 Tết trời mưa dầm về, bước qua 30 Tết rồi mà còn lũ lụt ngập tâm đến sình bùng không ở ngoài Phú Yên đó mọi người. Các bạn thấy rồi đó, có những người vô nói với Lisa họ mong cho mau qua hết Tết đi, bởi giờ họ không có tiền để mà họ ăn Tết, tới tội nghiệp lắm. Buôn bán thì bị nó lấy hết, những cái ngày cưới Tết rồi nó lấy sạch sẽ, đất cát thì nó lấy, nhà cửa thì nó lấy, không có cái gì chỗ nào mà để ăn Tết nữa hết. Bởi cho nên người ta rất là buồn, người ta vô người ta tâm sự với chị Lisa. Chị Lisa thấy không biết có không, nhưng mà chị Lisa thấy tội nghiệp lắm. Họ nói họ mong cho hết Tết đi, những người nghèo ở Việt Nam tội nghiệp lắm. Họ những đây là sợ, những đây là mất mặt với xóm làng, cho nên họ không dám đi đâu, họ trốn ở trong nhà không. Có những người thậm chí vô nói với chị những đây là kêu bằng là không dám ăn Tết, không dám mua hết trơn, giả bộ đóng cửa đi chỗ này đi chỗ kia thôi. Thật ra là những đây là họ trốn, họ những là không dám ở nhà bởi vì sợ mất mặt quê với mọi người ở hàng xóm. Đó, dịp Tết mà các em coi nè, họ gửi cho chị cái video đó. Đó, dịp Tết mà đi lõ lộ đi ra ngoài chứ mày là được cầm những cái băng rôn để biểu tình đòi đất đòi nhà, không có một cái không khí nào mà gọi là Tết ở tại Việt Nam cả. Có một cái đất nước nào
Mà những ngày Tết mà người dân người ta phải vấn đề là đi ra ngoài đường cầm băng rôn mà la làng như vậy, nhìn những cái bộ đồ nhớt nhát, tao nói hả, không có tiền mà mua quần áo như vậy hay không? Có một cái đất nước nào mà người dân phải tuột quần như vậy? Có một cái đất nước nào mà người dân phải trốn ở trong nhà bởi vì không có tiền ăn Tết, bởi vì buôn bán nó lấy mẹ trơn rồi. Đi làm cả một năm trời dần dật như vậy đó mà không có tiền đi ăn Tết. Thậm chí có những người không dám về quê để ăn Tết nữa, hoặc là về ngỡ ngàng lắm bởi vì đâu có đủ tiền đâu mà về. Những cái chủ hãng là kia nó giật mẹ tiền, nó đâu có trả tiền đâu. Nhưng mà cái bộ mặt của cái chế độ trời ơi là trời. Thủ tướng ơi, thủ tướng buôn bán ơi, ngày Tết cũng không được nữa nè. Đó, nó nghe đi. Khổ quá thủ tướng ơi là thủ tướng. Trời ơi là trời, buôn bán những ngày cuối xuân mà cũng không được yên ổn nữa, các bạn thấy không? Khổ như vậy đó. Bà này bà chửi, bà nó không có Tết quần què gì hết trơn á, mẹ nó ra Tết cái gì, tiền bạc đâu, nhà cửa lấy hết trơn rồi, buôn bán thì mấy thằng chó đẻ văn phòng nó ôm mẹ trơn rồi, Tết gì không có Tết què gì trơn, bà chửi nó. Đó. Buôn bán của tôi rồi, lại ôm lấy của tôi rồi, bây giờ cướp nhà cướp đất của tôi rồi. Tụi tôi ra đây những cái dịp Tết tụi tôi không có ăn Tết, tụi tôi ra đây tôi chẳng mong tụi tôi la làng, thì bây giờ chúng là lại cho người tới ăn cướp tiếp tục nữa, giật phone của tôi, giật vấn đề là cái bằng những cái phone mà người ta quay nữa đó, các bạn thấy không? Đó, người dân ta chửi đó. Trời ơi là trời, tốt như trời ơi, đi không khổ. Ta nói ở Việt Nam bây giờ nó yêu tiêu điều dữ lắm. Ta nói đêm nay mà 30 giao thừa mà đón Tết là thấy nhà nào nhà nấy suối quẩy dữ lắm. Ta nói sao một trận mưa, ta nói mai lá đồ kia nó rơi sạch sẽ hết trơn rồi, người dân có còn Tết con mẹ gì nữa đâu. Đồ trong nhà chân thôi, cúng để chân đó thôi, nhìn thôi, không dám rớt tới đâu. Đồ độc của thằng Tàu không đó, một xe hóa chất của nó mà lỡ bị đổ ra ngoài 20 người đi nhập viện. Bây giờ những cái Tết nhất bây giờ nằm ở trong bệnh viện, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn đi. Báo động luôn, đứng lên luôn, điện xăng vô trong đội công an luôn. Năm 2016 rồi, trời ơi, bây giờ 30 Tết rồi, các bạn nghe không? Trời ơi là trời, vấn đề 30 Tết rồi, thủ tướng ơi, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, 30 Tết rồi, bây giờ tiền vô không có lấy gì ăn Tết đây, trời ơi là trời, nó các bạn thấy không? Đó, nó giật giật đi. Bữa nay qua 2017 rồi nha. Bước qua 2017 rồi. Có một cái chế độ nào mà để cho con dân mình nó la nó gào nó khóc như vậy hay không, các bạn nghe đau lòng hay không? 2017 rồi, thủ tướng ơi, nhà tôi không có tiền bạc để ăn Tết, thủ tướng ơi, các bạn nghe không? Đó. Bây giờ mình làm gì?
bạn nghe các bạn có xé lòng không chứ Lisa xé lòng. Thủ tướng ơi, nó kêu nó réo lên vậy đó. Nó chết rồi thủ tướng ơi, là thủ tướng ơi, các bạn thấy không? Chị ơi, em bị cấm nói rồi, em chat lên chương trình của chị, nó không cho em nói, chỉ được coi thôi. Ừ, thì thôi đừng có nói nữa em ơi, nó là như vậy đó, khổ lắm. Ừ. Em đừng có vấn đề là các bạn đó là mẹ đưa lên nha. Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ. Thấy người dân Việt Nam như vậy hả Lisa, vấn đề là rất là đau lòng. Thật lòng với các bạn một câu như vậy, rất là đau, đau dữ lắm đó. Nhưng mà người dân Việt Nam không biết rằng đó là Lisa chút thì chút như vậy thôi, chứ đã biết được ở Việt Nam rồi. Có nhiều đứa vô nó nói buồn lắm chị ơi, sau một cơn mưa hả, ta nói hả trời, vấn đề là kêu bằng đó là nó làm cho qua mai đồ kia, những cây mai ngoài nó rụng mẹ nó hết trơn rồi chị ơi, là chị rụng hết trơn rồi. Bây giờ người dân vấn đề người ta sợ quá, bắt đầu là người ta vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ, người ta làm chị ơi, là chị. Trong khi người dân người ta sống không được thì người ta copy cho chị coi một cái tờ giấy gửi tới cho tất cả những cái chùa quốc danh. Xét báo cáo của Sở Tài Chánh tại văn bản số 312 ngày 20 tháng 1 năm 2017 về thực trạng công tác quản lý nguồn thu tiền công đức do người dân đóng góp vào dịp Tết, tiền đầu tư các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên các địa bàn toàn quốc phải thực hiện tốt chức năng quản lý của nhà nước và chính quyền địa phương về thu và chi tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt trên các địa bàn của các tỉnh, quận, huyện, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chỉ đạo như sau. 1. Tiền công đức do các tổ chức và những cá nhân nào ăn ruột cùng rùa đi chuẩn bị hái lộc mà đem vào chùa để tự nguyện đóng góp tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo phải được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch. Việc thu chi đảm bảo đúng mục đích, hòm công đức phải được niêm phong và chỉ được mở kiểm thu bằng hai ổ khóa, một của đại diện cơ quan nhà nước quản lý, một do những người trụ trì cơ sở tín ngưỡng tôn giáo định kỳ hàng quý thực hiện niêm yết thu chi công khai tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. 100% tiền công đức phải để cho nhà nước phục vụ vào bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình tín ngưỡng tôn giáo và các hoạt động thường xuyên tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, tuyệt đối không được dùng tiền này cho mục đích cá nhân. Người dân ta có tiền ăn Tết nhưng mà nó vô trong cái chùa chuẩn bị nó bóp ống khóa mẹ nó lên trơn, là bắt đầu là nó dụ mấy cái thằng đầu trọc quốc danh đó kêu người dân đi tới đó để mà đưa tiền, nó gửi những cái thông báo này ở cái chùa đó. Người ta nói với chị, trời đất ơi, chứ giờ mới có vấn đề là nó đem ống khóa tới nó bóp hết trơn rồi chị ơi, là chị, trời ơi là trời. Cũng có những cái vị cao tăng tu đàng hoàng ở Việt Nam nhưng mà cái lũ quỷ này nó vô chùa nó bắt buộc người ta như vậy đó. Nó bóp ống khóa lại, không cho nó vô bóp ống khóa mà chia tiền cho nó đó, là nó không cho hoạt động. Cho nên những cái vị sư mà người ta ngồi người ta buồn lắm, người ta rơi nước mắt, người ta khóc, ta nói tội của cái đảng đĩ tôi bay đó, nói lúc kiếp đầu thai nha. Và các bạn thấy không, đời sống người dân ở ngoài nó giật chưa đầy đủ, bây giờ nó ra những cái văn bản để nó gửi vô trong chùa chiền. Trời ơi, Lisa đâu có biết đâu, những cái hòm tiền công đức là phải bóp bằng hai cái ổ khóa, một cái chìa khóa là của vấn đề là những cái thằng mà ủy ban ở tại địa phương, một cái là của chùa trụ trì, để mà khi người dân bỏ tiền vô rồi là mở ra, bắt đầu đến đó chia ra. 5 năm chùa của mày chỉ lấy 50% thôi, tại công tình của mày ngồi mày tu những này là cả năm trời mày không biết gì hết trơn, mày ngồi đó mày tu thì mày năm thôi, còn những này là kêu bằng là đưa cho nhà nước đó là phải những này là kêu bằng là phân nửa nha. Rồi 2, giao chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, các phường, các thị trấn, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo sẽ được giao trực tiếp quản lý xây dựng ban hành quy chế quản lý tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu nêu trên để phù hợp với tình hình của từng địa phương. 3.
các sở tài chánh, kế hoạch và đầu tư, văn hóa và thể thao, nội vụ và các đơn vị liên quan trong phạm vi thẩm quyền của ngành, lĩnh vực phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, không cho một người nào có đủ thẩm quyền để lấy tiền công đức này cả. Đó, các bạn thấy không? Đó, ta nói nó vui ghê không? Bây giờ tiền công đức là những này là tụi bay không có được lấy đâu. Mở cái chùa ra vậy đó để nó làm mồi cho tao, để tao đi tới chia với đạt. Đó, một cái hòn công đức là phải bóp hai cái ổ khóa vô cho tao nha. Lương ít tiền thì không có, lại thêm một mùa xuân ảm đạm. Thấy không? Các bạn thấy ở Việt Nam khổ không? Ở bên đây người ta ăn Tết vui mừng. Ngày mai Lisa làm việc á, chúng ta là mọi người tới xong hơi tiệm tùng của Lisa mai người ta nói hả, mùng 1 Tết là nó vô tiền vô ào. Ở biển nay ở bên đây mới có ba Việt Nam đó là chuẩn bị tối nay đó là giao thừa, nhưng mà ở bên Mỹ đó là bắt đầu là sáng mùng 1 bên Việt Nam á, ngày mùng 1 Tết là ở bên Mỹ mới là giao thừa, cho nên bây giờ ngày hôm nay chỉ mới có là 30 Tết ở bên đây thôi, sáng sớm 30 Tết thôi, phải đợi tới 12 giờ tối nay nữa. Các bạn thấy không, đau đớn ghê không nha. Một mùa xuân nữa lại đang về trên đất nước Việt Nam độc tài. Một mùa xuân mà để cho mọi người trong gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau và cùng chung hưởng được những gì hạnh phúc mà sau một năm đi làm tất bật như con dồi, dù cho một anh công nhân, dù cho một người thầy giáo, dù cho một người đi xuất khẩu lao động dưới danh nghĩa nô lệ, đi nô lệ dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động, họ cũng mong cho những ngày Tết về. Nhưng mà than ôi, những người này phải không dám về nhà bởi vì tiền của họ không có, làm vần quật cả một năm trời mà không dư được tiền bạc để đi về nhà để ăn Tết. Vậy thì tôi lại tiếp tục không bao giờ về. Đã 10 năm tôi không bao giờ về để mà tôi ăn Tết. Các bạn thấy đau lòng chưa? Các bạn thấy đau lòng hay chưa? Khi mà mọi người đang rục rịch để mà đi về quê ăn Tết, thì tôi ngẫm nghĩ lại gia đình mình có gì đâu mà phải ăn Tết. Gia đình nghèo khổ, đất thì bị lấy hết rồi. Người mẹ hoặc người vợ buôn bán thì cứ gọi điện lên trên vấn đề là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, than ở dưới quê không có tiền, con bệnh. Cho nên bây giờ không thể nào có tiền để mà đi về ăn Tết cả. Tôi đang ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh, âm thầm gặm nhấm một nỗi nhớ quê da diết. Ngày tôi đi làm cũng như ngày tôi ra trường, tôi mong rằng mình sẽ có những cái ước mơ hoài bão, sẽ được đi làm để mà bù đắp lại những cái năm tháng mình ngồi ở dưới mái trường. Nhưng mà thôi, khi tôi ra đời rồi thì tôi hỡi ơi, tự nhiên giấc mơ của tôi, một màu xanh tương lai hy vọng, nó đã trở thành một màu đen xám xịt. Bởi vì tôi không có quen biết với một người nào cả. Tôi không có tiền bạc, cho nên tôi cầm cái văn bản mà tôi đi xin việc làm, không ai thuê tôi cả, không ai mướn tôi cả. Thế là những bằng cấp mà vấn đề là kêu bằng là tiến sĩ, những bằng cấp mà vấn đề là thạc sĩ, tôi đành phải dẹp lại hết và đi làm công nhân cho một hãng của một người Nhật, một người Đại Hàn, một người Đài Loan hoặc là một thằng Trung Cộng. Bởi nhiều lý do thậm chí tôi không xin được như vậy rồi thì tôi phải vấn đề là khăn gói như bao nhiêu người trai làng mà không có đi học để mà đi sang nước người làm ô xin với danh từ mỹ miều là xuất khẩu lao động. Nó có rất là nhiều nguyên do, nó rất là có nhiều nguyên cớ tại sao tôi không ở nhà hoặc tại sao tôi không về quê để tôi ăn Tết. Bởi khi tôi về quê chẳng những tôi không đón được một mùa xuân mà tôi lại nhìn thấy những cảnh đoạn trường ở tại quê của tôi, mà đặc biệt là ở tại gia đình của tôi. Dù tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng mà ở trong một cái xã hội, ở trong một cái chế độ mà kêu bằng họ tìm cách họ hút từ giọt máu cuối cùng của tôi làm quần quật suốt cả năm trời. Mà tôi xin thưa rằng với cô Lisa, tôi không dư nổi tới 2 triệu đồng để về quê ăn Tết.
ngày tôi xách chiếc vali để mà đi lên trên Sài Gòn, cũng như ngày tôi xách chiếc vali từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, ngày mà tôi đi vào để mà vấn đề là tôi mang đầy tâm trạng là tôi phải làm sao cho có tiền để gửi về quê nhà, nhưng mà than ôi khi mà vào tới đất Sài Gòn rồi thì cuộc sống ai ai cũng bon chen, ai ai cũng làm lụng. Tôi may mắn đi vào một công ty đó để làm, cũng là người Việt Nam, nhưng mà tá quả ra thì ông ta ôm mẹ tiền bạc đi, không trả lương cho tôi, cứ hứa lần hứa mòn như vậy hoài, làm 12 tháng trời như vậy chỉ đủ tiền ăn thôi, không có tiền lương. Rồi đến cuối năm cứ mong rằng họ trả tiền, nhưng mà rốt cuộc cuối năm họ ẵm tiền họ đi mẹ. Tôi hết sức là chán nản. Cô Lisa ơi, tại sao một xã hội nó như vậy? Trong khi đó tôi đi ngang qua, tôi thấy những cơ quan tụi nó trưng bày trên bàn để mà tổ chức ăn Tết linh đình hả hê, bởi chúng hút máu của dân, bởi chúng lấy của dân, bởi chúng cướp của dân. Chẳng những cơ quan họ ăn mừng vui như vậy, mà ngay cả ở nhà của họ, họ cũng ăn mừng, họ cũng vui vẻ như vậy đó. Còn mặc cho người dân sống chết mặc bay, không cần biết tới. Các bạn thấy sống trong một cái đất nước độc tài nó khốn nạn như vậy đó. Người dân bây giờ cố tình làm ra cuộc vui thì người ta vấn đề là giả bộ làm pháo bằng điện, hoặc là người ta giả bộ người ta nghe lại những cái âm thanh ở trên YouTube đó, người ta mở cho cái loa thật là lớn để mà có cái tiếng pháo nó nổ ra trong những là những cái dịp mà những này là trước đây 30-40 năm về trước, những cái dịp mà những này là đốt pháo đó, bắt đầu là họ mở ra trong cái video, thấy đau đớn vô cùng. Ngày hôm nay mà đốt pháo để mà xua đi những cái xui rủi chỉ là còn nằm trong mơ mà thôi. Cho nên các bạn trẻ ở Việt Nam, vì tương lai của con em mình sau này, các bạn phải mau mau mà các bạn phải đoàn kết với nhau để mà đứng lên lật đổ, giật sập cái chế độ khốn nạn này. Bây giờ ngay cả ở Bắc Triều Tiên, bây giờ những người làm lớp người ta cũng đào tẩu đi qua bên Nam Hàn, và người ta cho biết là người dân Bắc Triều Tiên một trong tương lai không xa, họ cũng sẽ đứng lên để mà họ lật đổ chế độ tàn bạo dã man đó. Thì người dân Việt Nam của mình cũng không bao giờ mà phải chịu đựng mà ngồi đó mà để cho những này là kêu bằng đó là cái đất nước Việt Nam nó thê thảm như vậy đâu các bạn nha. Trong đất nước Việt Nam ngày nay, cô Lisa, chị Lisa ơi, nghề nào cũng cao quý, từ một cô vấn đề là kêu bằng là quét đường cho tới một em bé bán vé số. Chỉ có những kẻ mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ ăn tiền bắt đầu làm văn phòng, làm cho bộ máy công quyền thì họ mới là không làm gì động móng tay. Họ chỉ có quyền là cầm những cái cây hoặc là đeo những cái khẩu hiệu ở trên vai cho biết là người của chế độ, để mà tha hồ xuống để mà đi ăn cướp giật đồ. Những này là làm tiền những người dân, những này là lương thiện chỉ họ mới giàu có mà thôi, họ mới đủ ăn đủ xài mà thôi. Còn người dân là từ tả tơi cho tới tả tơi. Cứ mỗi năm trôi qua, đã 42 cái mùa xuân rồi. Rốt cuộc rồi tôi ngẫm nghĩ lại, đau vô cùng, đau không thể tưởng tượng được. Lòng tôi cảm thấy bùi ngùi, cảm thấy chơi vơi, cảm thấy buồn tủi. Ở quê nhà đã không tìm được việc làm đã đành rồi. Bây giờ đi lên thành phố Hồ Chí Minh để đi làm. Nhưng mà rốt cuộc rồi lập nghiệp ở vấn đề là phương xa cũng không dư được bao nhiêu tiền. Mặc dù tôi cố gắng hết sức mình làm lụng đầu tắt mặt tối như vậy. Cũng đâu có trách được đâu, bởi người dân Sài Gòn ngày nay họ cũng thê thảm. Chứ đừng nói tới tôi. Người mẹ già của tôi đã nói rằng thôi con cứ đi về đi. Mẹ hiểu được nền kinh tế bây giờ nó lụng bại. Bởi cho nên mẹ không có đòi hỏi con phải đem tiền bạc gì về để ăn Tết con ạ. Con cứ đi về nhà đi. Con cứ về nhà đi, mẹ đợi con lắm. Mẹ già rung rung tay gãy trúc đón con những ngày đầu xuân. Con trở về đi, mẹ nhớ con lắm. Mặc dù không còn bên bếp lửa hồng, mặc dù không còn nấu bánh tét, mặc dù không có tiền ăn Tết, nhưng mà về chỉ gặp mặt con thôi, rồi mẹ con của ta có thể nấu một nồi cơm, rồi cúng ông bà, rồi bắt đầu là ăn qua ngày như vậy thôi con ơi. Tôi nói thật với chị Lisa, chứ câu nói thật lòng của mẹ tôi, nó làm cho tôi phải là kêu bằng là ruột gan tôi, nó rối bời lên chị à.
Tôi là một người con đã trưởng thành rồi, mà rốt cuộc rồi mẹ già ở quê nhà mà cũng không nuôi được. Để tới Tết mẹ già phải nói những câu nói mà cứ bằng tôi đau không thể tưởng tượng được. Đã bao lần tôi ngậm ngùi cho hoàn cảnh gia đình mình. Tôi đã ý thức được gia đình của mình khổ như vậy. Tôi đã ý thức được người mẹ già của mình ở quê phải lặn lội như vậy. Nhưng mà tôi không thể nào tôi về được. Tôi đi làm lương chỉ có 3-4 triệu đồng mà nổi cái tiền ở, tiền ăn, tiền này, tiền nọ không là kể như không còn tiền bạc gì hết. Tôi không ước mơ cao sang giống như chị Lisa, tôi không ước mơ như những người Việt ở hải ngoại có nhà lầu, có xe hơi, mua mỗi một năm đầu năm mới là mua xe Lexus mà xế đi BMW. Tôi chỉ mong làm sao mà để gói ghép được một chút đỉnh tiền chỉ được có 5 triệu đồng để về cho mẹ tôi là mừng rồi. Nhưng mà thật sự với chị là tôi không có dư chị à, bởi vì khi tôi đi làm như vậy họ đã giật tiền rồi. Cho nên tôi tâm sự với chị bằng những dòng nước mắt, không riêng tôi mà những gia đình ở tại Việt Nam ngày nay họ mặc cảm lắm, họ mong cho mau qua cái xuân Đinh Dậu này, cho mau qua hết một ngày mùng 1 để trở lại cuộc sống bình thường. Xã hội Việt Nam là vậy đó, sống với chế độ độc tài là vậy đó. Chỉ có những cái tên mà nó đã từng ăn rút máu của người dân, bây giờ nó có tiền nó mới vui vẻ ngày Tết ngày xuân đồ thôi. Còn ngoài ra đời sống người dân nó thê lương, nó bạc bẽo như vậy đó chị ơi. Chị thấy không, với cái mức lương chỉ có 3-4 triệu đồng như vậy mà trong khi nhìn ra bên ngoài cuộc sống thì kêu bằng chi tiêu không bao giờ đủ với đồng lương ít ỏi của mình đâu chị ơi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hàng hóa cứ lên ào ào, chị thấy không. Ngày nay người dân không còn vấn đề là kêu bằng là tôn trọng vấn đề là chế độ nữa, bởi chế độ quá ác độc rồi. Cho nên người dân có tiền bạc cứ đi ra ngoài chợ đen đổi đô la tha hồ nhảy nhót ở ngoài ngoại, mà họ bất chấp những đây là lệnh của những đây là nhà nước, những đây là cấp mà đô la chợ đen chợ đỏ gì hết chị ơi. Đây là một cái sự mà những đây là thật sự tại Việt Nam đó chị à. Họ cũng không còn tin tưởng đồng tiền mà của những đây là già hồ nữa, bởi vì đồng tiền đó là đồng tiền giấy lộn. Qua Tết đi các em sẽ thấy, qua Tết đi các em sẽ thấy cái đồng tiền nó bị mất giá như thế nào. Nó không đổi tiền thì cái đồng tiền Việt Nam qua Tết rồi nó mất giá một cách thê thảm cho các em thấy. Các em cầm trong tay vấn đề là 500 ngàn đồng lạng quạng, các em đi ra các em không mua được một bữa cơm, một bữa chợ nữa cho nó các em biết. Khi mà đưa đồ qua Tết đi rồi các em thấy tất cả đâu đâu cũng là hàng độc hết, mà hàng độc mà lại giá cả lên cao ngất ngưỡng như vậy. Dù cho mẹ già có đợi chờ em, dù cho mẹ già có trông đợi em chỉ biết gọi điện thoại về mà không dám khóc chị à. Em là một thanh niên phải nuốt nước mắt vào trong và giả bộ nói dối với mẹ mình rằng là trời ơi con làm việc tốt lắm, tiền bạc con có trên đây, để từ từ con qua Tết con gửi về cho mẹ. Bởi thật sự ra người ta cần con ở trên đây để mà làm trong những dịp Tết này. Nhưng đâu có biết rằng em đang lặn lội ra đường để tìm mua một cặp bánh tét để ăn trong 3 ngày Tết trừ cơm đâu chị. Chị ơi, miệng mở miệng ra thì những cái lo của chế độ cho rằng đất nước ta còn khó khăn, kinh tế ta vẫn chưa phát triển. Những người này phải nên, chúng ta phải nên thông cảm cho đất nước mà đã 42 năm rồi chị à. Em cũng là người sanh ra sau năm 1975. Năm nay em mới có 39 tuổi thôi, nhưng mà 42 năm rồi mà đất nước ta vẫn còn khó khăn vậy. Chẳng lẽ chờ tới 42 năm nữa rồi đất nước cũng khó khăn, rồi tới đời con em đất nước cũng khó khăn, rồi tới đời cháu em cũng đất nước khó khăn. Cho bằng 1.000 năm thì đất nước Việt Nam vẫn khó khăn sao chị? Em nói như vậy là em có cái đầu óc rồi đó. Tức là thằng đảng đĩ, thằng chó đẻ, cái chế độ xúc vật nó nói như vậy, nó trấn an người dân là bằng như vậy đó. Tối ngày cái đất nước khó khăn còn trong chiến tranh, bây giờ 1.000 năm sau cũng là còn trong chiến tranh thời Mỹ Ngụy để lại. Khốn nạn như vậy đó, khốn nạn như vậy đó nha. Yeah. Chị ơi, em về quê thì không có một mảnh đất để cắm vùi, em sẽ nhìn thấy tương lai ở Việt Nam không biết rồi sao. Tội nghiệp cho những em sinh viên, thế hệ đàn em của em sau này hoặc con cháu của em sau này, chắc chắn rằng khi họ học ra trường họ sẽ rất là thê thảm, họ tìm công việc làm còn thê thảm hơn em nhiều. Đã bao nhiêu người
học ra cầm bằng cấp, nhưng mà phải đi nộp đơn để làm hợp đồng, đi đến đó phải phỏng vấn, ăn mặc phải chỉnh tề. Chị ơi, vào làm thì phải làm y như cái máy, không được quyền nghỉ nữa chị à. Khổ lắm, nhục lắm, trong một đất nước mà độc tài, nhưng mà lúc nào thì họ cũng che đậy hết những cái sự xấu xa đó, họ đưa ra là những cái điều tốt lành cho chế độ. Mà thử có một người nào mà lại những này là kêu bằng là sống nổi không? Họ cứ diện cớ là đất nước còn nghèo hoài chị ơi. Làm nông nghiệp cái ăn cái mặc còn chạy từng bữa thì làm sao mà có tiền để mà lo Tết cho con, cho cái, cho mẹ, cho gia đình. Cho nên thấy là em được nhận những lời an ủi như vậy rồi thôi. Trong một xã hội ai giàu thì cứ giàu, ai nghèo thì rã mồng tơi. Những gia đình nào có người thân ở nước ngoài thì trông cho đó người sân thân về để đưa tiền bạc để ăn Tết, để cho vấn đề là vui với mọi người chị à. Còn những gia đình nào mà không có vấn đề là người thân đi nước ngoài thì buồn lắm chị ơi. Họ cũng giả vờ, họ trưng bày như vậy, nhưng mà thật sự thậm chí họ không dám mua một cái gì bởi không có tiền. Họ đành phải đóng cửa giả bộ đi về quê, nhưng mà thật ra có về quê đâu. Thật sự là họ ghé người này người kia, hoặc là họ lang thang ở trên cầu. Họ chỉ mong cho qua cái đêm giao thừa, qua mùng một Tết thì họ lại trở về nhà. Lúc đó ở xóm làng cũng không cười chê họ nữa. Đó là những gì mà em muốn nói với chị là mùa xuân năm Đinh Dậu đó chị à. Thậm chí thầy cô thì rã rời, các em học sinh nghèo thì không có đón Tết chị ơi. Đã 42 năm rồi, thiên hạ một phần, vấn đề là đã nhìn thấy rõ rồi. Làm ăn cũng vậy, không có cái chuyện gì mà xảy ra. Các bạn thấy trong cái đất nước nó khốn nạn hay không? Vậy mà người dân không chịu đứng lên. Người dân vẫn còn không đứng lên đó. Cái đất nước nó thảm bại như vậy đó. Chị ơi chị, sao chị không tụng kinh cho nó đi luôn đi chị ơi. Em nghe thấy buồn thảm quá chị ơi. Chị tụng luôn đi chị. Tụng cho cái đảng đỉ nó đi luôn đi. Cho vấn đề là người dân, vấn đề là được, vấn đề là ấm no hạnh phúc chị ơi là chị. Ừ, chút nó chị tụng cho. Chị tụng cho nó đi luôn. Cho những lời nền kinh tế của nó lụng bại luôn. Ừ, các bạn thấy cái Tết không? Ừ. Ở bên đây các em đón Tết, các em chúc mừng chị đó. Thì vấn đề là chị mừng lắm. Chị mừng lắm. Tại vì may mắn nó đến với chị. Nhưng mà ở Việt Nam chúc Tết đó là bằng những cái lời sáo rồng. Chị Lisa ơi, ở Long Xuyên hôm nay có mấy cô mấy chú bán bắp với đậu, mà bọn chó an ninh nó lại đuổi người ta, không cho người ta bán trong dịp Tết. Nếu muốn bán phải đưa cho nó 150.000 đồng cho bọn nó để mướn đất ở đó để bán một ngày giao thừa thôi đó chị. Nó tận dụng mà nó ăn mà. Đó chị đưa mấy cái hình mà cảnh sát giao thông mặc đồ y như là đỉ cho nó đi ra đứng đường, mong cho vấn đề là dịp Tết để ra đứng đường chứ không mẹ gì hết trơn. Khốn nạn lắm. Chế độ nó khốn nạn vô cùng các em ơi. Em sống trong một cái chế độ vấn đề là khốn nạn lắm. Chị Lisa ơi, em đã theo dõi hơn 20 tập của chị rồi. Bài nào cũng ý nghĩa. Em hy vọng chị, vấn đề là năm mới em chúc cho chị được vấn đề là nhiều thành công tốt đẹp nha chị. Riêng em ở đất nước này buồn lắm chị ơi. Gia đình em ăn Tết héo xèo hà. Thật sự ra năm nay người dân Việt Nam thê thảm lắm chị ơi. Vậy hả? Thấy tội nghiệp quá à. Người dân Việt Nam khổ vậy đó mà người ta cũng vẫn vô người ta cầu chúc cho chị với vấn đề là được hạnh phúc, rồi được làm ăn phát đạt. Các em không cần chúc Tết chị cũng hạnh phúc, chị cũng làm ăn, ta nói hả, ta nói tưng bừng qua lá ở bên đây. Cộng đồng người Việt Nam ở đây ta nói hả, ăn Tết vui vẻ luôn. Chẳng qua những người nào mà đi về Việt Nam đó thì họ còn thân nhân ở Việt Nam họ đi về thôi, chứ thật sự ra về Việt Nam đâu dám ăn gì đâu. Có ai mà đời thời buổi bây giờ mà Việt Kiều đi về Việt Nam đó mà tao nói phải đi đem thịt bò để ở trong thùng để đem về Việt Nam để ăn không?
Có ai về Việt Nam bây giờ phải mua cá hộp, mua thịt bò đồ kia, thay vì vấn đề là mua quà đồ kia tặng cho gia đình ở Việt Nam thì không có đâu. Bây giờ là vấn đề là mua ba cái vấn đề là kêu bằng thịt bò đó, thịt bò cô bay rồi tôm đồ kia để trong cái thùng xốp đem về. Tao nói Mỹ nó ngồi nó lắc đầu luôn. Ở một cái đất nước Việt Nam bây giờ nó như vậy đó, khốn nạn như vậy đó. Ở cái đất nước Việt Nam bây giờ nó thê thảm như vậy đó. Tao nói Việt Kiều ở các nước đi về toàn là mua thịt bò đồ kia nhét ở trong trỏng để về ăn uống thôi. Buồn dễ sợ không? Cái đất nước nó khốn nạn, nó chó đẻ như vậy đó. Ừ. Bởi vì tao nói khổ lắm. Chị ơi, chị tụng kinh cho nó đi luôn đi chị. À tụng ha, rồi tụng luôn đi. Chị tính 12 giờ chị tụng cho nó linh. Nhưng mà thôi bây giờ chị tụng luôn đi cho nó lên, cho nó đi luôn đi ha, cho nó xuống diêm đài luôn đi ha. Rồi các em muốn chị tụng thì để chị tụng cho nghe. Ok. Đảng Cộng sản Việt Nam xúc vật chó đẻ, nền kinh tế của mày sẽ bị lụng bại trong năm 2017. Là năm Đinh Dậu con gà thằng chó đẻ trọng lú, mày sẽ bị áp sát xe đụng mày, mày chết bắt kỳ tử bởi mày đem đất nước Việt Nam bán cho thằng chó đẻ Tàu Cộng. Những thằng cảnh sát giao thông và tất cả những thằng công an coi chừng, tất cả người dân đứng lên đánh chết con gái mẹ mày, dòng họ mày tuyên nhân mày, dòng họ mày ăn trúng đồ độc của thằng Tàu cho mày chết, con gái mẹ mày luôn đồ lũ súc sanh ngoại vật. Tao giọng mồ giọng mã tiên nhân tổ đường cao tàn cố tổ, dòng họ những thằng chó đẻ công an văn phòng cướp đất của dân hà hiếp người dân. Tâm nay năm Đinh Dậu bàn thờ tổ tiên, dòng họ chúng bay tao ỉa lên, tao đái lên, tao tay tét lên cho nền kinh tế của đảng đi. Mày mau đi về chốn diêm đài luôn lũ chó đẻ xuất vật cộng sản. Đó, tao gõ mỏ rồi đó. Năm nay là cái nền kinh tế của tao bay yên tâm đi, người dân cũng nổi lon năm nay thôi. Tao tụng linh lắm. Tao bay không, ý là mới tết tây tao tụng rồi đó, mà nền kinh tế tao bay thê thảm dân dân, tao bay thấy chưa? Bay thấy rõ ràng nó dân dân chưa? Bây giờ tại Việt Nam người dân ta đâu có sợ nữa, nghe lời của Lisa bây giờ đô la nó nhảy nhót. Các bạn yên tâm đi, qua Tết rồi đô la lên tới 30.000 đồng. Một đô la đổi 30.000 đồng tiền Việt Nam. Người dân ta đéo có còn sợ sệt nữa, mày cấp kệ con gái mẹ mày đi. Mẹ nó ra mày ém giá đô la hả? Lisa kêu gọi tất cả người Việt ở bên hải ngoại này về, đừng có thèm gửi tiền về. Bây giờ cầm đô la về đưa cho người dân đồng đô la đi, cho nên trao đổi với nhau bên chợ đen ở ngoài. Nó nhảy nhót đô la lên, tao cho đảng đỉ, tao bay chết con gái mẹ tao bay luôn. Tao mày mau dân cái đất nước Việt Nam cho thằng Tàu đi, để cho dân vấn đề là cái bằng là đứng lên nhiều một chút nha. Nghe không? Chị ơi, là chị lệnh cấp trên cấm tổ chức những cuộc tất niên, nhưng mà những thằng chó đẻ công an phường, ủy ban phường nó lại đưa những thằng công an khu vực đi đến từng nhà để mà vấn đề là bắt buộc phải đưa tiền để mà tổ chức tất niên, nhà nào cũng đưa 250.000. Mình chống lại nó thì sợ nó trả thù sau này, cho nên bây giờ khổ quá không biết làm sao nữa. Chị ơi là chị, trời ơi là trời. Các em sợ quá thì các em sợ đó, ai không dám chống lại thì các em, nhưng mà sợ nó trả thù thì các em đưa tiền cho nó đi đó, nó làm trắng trợn như vậy đó. Tao nói bây giờ trên bất ổn thì dưới thác loạn, nó đéo có nghe cái gì mà ở trên nó trơn. Các em khỏi lo, các em đừng có đeo ở cấp trên tao nói chuyện với nó. Nó nói với các em những này là kêu bằng là dép phép vua thua lệ làng. Bây giờ tao không có tiền, tao tới tao xin tiền mà tao xin điểu mày đó, mày đưa không? Mày đưa 250.000 không? Mày đưa thì ok, mày không đưa là tao đập. Chứng này là cái bằng qua khỏi Tết tao kiếm chuyện, tao khỏi cho mày luôn bán làm ăn luôn, cho mày bỏ xứ mày đi luôn, mày chịu không? Hello Lisa, năm mới chúc vui tươi và an khang thịnh vượng. Lisa ơi, còn vấn đề dân công đất cho chùa, nhưng nhà nước bắt là phải làm giấy đất cống hiến cho nhà nước, rồi nhà nước mới cho làm giàu cống hiến cho chùa, vậy phải làm sao, cho xin ý kiến. Khỏi cần. Bây giờ giống như người dân ở trên Sài Gòn đó, nó cấm những này là không có được quyền, những này là đô la buôn bán chợ đen thì quen biết với nhau, tự làm ăn với nhau, đổi đô la với nhau mà xài. Muốn mua sắm cái gì đó, Lisa chỉ cho các bạn nè, qua cái Tết này rồi đó, có đô la trong người rồi đó, bắt đầu là đi ra bên nước ngoài,
Bây giờ đi sang nghe kể ở Việt Nam ta muốn ăn người ta đi qua bên Thái, đi qua Singapore đó, người ta mua đồ ăn ta đóng hộp hộp, ta chở về Việt Nam ta ăn, ta không dám mua đồ trong nước Việt Nam nữa. Ta nói nó vui ghê không? Ta nói nó vui như ngày Tết vậy đó. Bây giờ qua Thái Lan mua thịt ở bên Thái Lan ta có kiểm nghiệm ở bệnh. Còn Việt Kiều ở bên Mỹ này đi về đó là bắt đầu là đem thịt đem thà rồi về. Trời đất ơi là trời, trong tương lai nha, mẹ nó ra không còn cái lũ cho đảng đỉ nữa. Các em chuẩn bị đón chị về đi, ai mà đón tiếp chị nồng nàn đó chị đem những này là cái bằng là thịt về cho các em ăn ỉa luôn. Trời ơi thịt bò bên đây là chị mua những này là cái bằng là mẹ nó ra những này là 50-60 kg toàn là bò chất lượng không, chị đem về cho các em ăn đó. Trời ơi đồ ăn bên đây chị đâu dám ăn đâu, ăn biết gì mặt, chị phải đai ịt đó. Còn cá bên đây hả, tao nói phí lê không, cá ngon không, em yên tâm đi, tưởng cho tiền bạc thì chị còn những này là cái bằng đó là mẹ còn e dè thôi, chứ mà trời ơi đồ ăn á các em yên tâm đi, bên Mỹ này đồ ăn bỏ thừa luôn, nó ăn không hết luôn. Trời ơi nó vui ơi là vui đó. Đừng nói mai mốt đem gạo bên đây về nha. Mẹ gạo ở trong chợ xem nó bán á, chị mua đó chỉ có 16 đồng thôi à, 50 bao tức là khoảng 25 kg. 25 kg bên Việt Nam bên Mỹ này nó bán có 13 mà, 13 đô. Thậm chí là chị có thẻ lâu lâu chị mua mẹ nó xuống còn có 9 đô, riết là ăn cơm riết là ngán lắm, ăn bún không à. Ăn bún, ăn bánh canh đồ không mà chúng ta ăn cơm, ở bên Mỹ này đặc biệt chị ít ăn cơm lắm. Nấu nồi cơm chứ để cho chó ăn không mà chị đâu ăn đâu. Ở bên đây ăn bánh mì, ăn phở, ăn bún, ăn này ăn nọ không à, biết ăn cơm lắm. Bởi cho nên chị nhìn thấy mấy đứa bé ở Việt Nam á mà nó mở nồi cơm ra mà nồi cơm phải chi mà giống như bên Mỹ không, nói cơm tao bên đây tao xới lên nó thơm phức vậy đó, còn cơm bên kia nó nấu nó để quá chất vô tao nó y như là bánh đúc vậy đó, cục cục vậy đó, mà nó sắn một cục ra nó cầm nó ăn với muối, trời ơi là trời, chị thê thảm thiệt, một cái kiếp người nó thê thảm như vậy đó. Các em những này là cái bằng là tôn vinh đạt rồi đi, tôn vinh đảng đỉ nó đi nhé. Nó không cần biết lệnh cấp trên cấp dưới gì cả, nó chỉ cần những này là cái bằng đó là mẹ nó ra nó gom tiền là được rồi, không cần. Ơi em nói đi chị nghe, chuyện gì? Chị ơi à, chị ơi chị, sao nước Mỹ cũng có đảng cộng sản vậy chị? Ở bên đây nó tự do mà, nó có đảng cộng sản nhưng mà chưa tới 1% nữa em à. Nói đảng cộng sản chứ không đúng đâu, đảng cộng sản bên đây không có chó má giống như đảng cộng sản Việt Nam đâu. Đảng cộng sản bên Mỹ đó là kêu bằng đó là người ta giống như là âm thầm lắm, toàn là những người ta làm nông dân rồi không mà nó có giết người cướp của ta hiền khô. Và chị nói chuyện với mấy thằng đảng cộng sản bên đây hoài, chị hỏi tại sao mày vậy 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 không, nó nói tao đâu phải là theo cái chuyện mà lấy của người giàu chia cho người nghèo đó. Những người mà theo đảng cộng sản nhưng mà là bên đây hầu như bây giờ là nó tiệt tiêu hết trơn, là thật ra bên đây chỉ có đảng dân chủ thôi chứ không có đảng cộng sản hết trơn á. Nhưng mà dân chủ nó quen thân với những này là cái bằng là nó có cái điều hướng, nó không có những này là cứng rắn như đảng cộng hòa, cho nên ta cho nó là đảng cộng sản. Cái thật sự là bên Mỹ này không có đảng cộng sản đó, em yên tâm đi, không có thằng đảng cộng sản nào mà bên Mỹ nó trơn á, đảng dân chủ thôi mà người ta có cho đó là đảng cộng sản thôi, tại nó thân với đảng cộng sản hoặc là nó có cái đường hướng nó làm ăn với đảng cộng sản, người ta cho nó là đảng cộng sản, chứ bên đây không bao giờ có đảng cộng sản. Chắc chắn với các em vậy, không có thằng nào là thủ lĩnh của đảng cộng sản bên đây trơn, đừng có nghe lời mà đảng đỉ nó ngồi nó nhồi sọ các em nha. Chào Lisa, báo ở nước tôi cho biết rằng tàu cộng không đốt pháo bông vì ô nhiễm quá nặng, và điều ấy tôi nghĩ rằng Việt Nam rất sợ nói về môi trường nên họ nói để tiền giúp người dân nghèo, chính nội bộ họ hiểu điều đó nên có nơi vẫn đốt là vậy, chứ họ không đạo đức gì mà dành tiền cho người nghèo đâu. Đó, các em thấy đi, có người nghèo nào đón Tết đâu đó, nhiều gia đình bây giờ năm nay ta không có ăn Tết nữa kìa. Người dân thì nghèo như vậy đó, nhưng mà thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đó thì nó sở hữu tới 102 tỷ lận à. Nhưng mà trong cổ phần của nó là 102 tỷ đồng thôi nha, nhưng mà thực tế là con này nó tới 205 tỷ luôn. Mày mà không bỏ mày chạy thì mày coi chừng cái mạng chó, mày đi con Hồ Thị Kim Thoa. Phe của thằng Trọng Lú nó đang chiếu tướng mày rồi đó, mày chuẩn bị đi. À, tao báo cho mày cái tin mừng đó, mày theo dõi chương trình của tao thì mày chuẩn bị đi, nó sờ gái tới mày đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương, mày giống như thằng Mai Văn Dâu vậy đó. Cũng Bộ trưởng Bộ Công Thương, nó ở trong B34 chung với tao, kế phòng với tao kìa. Tao nói nó nghe, tại sao mà ngu quá vậy, không cho đi nước ngoài đi hả? Ông ngồi làm thinh rồi, nói hối hận lắm, vô đây rồi biết hối hận, không biết giờ chết chưa nữa, già rồi, lúc đó vô mẹ đầu bạc phơ hết trơn rồi, bây giờ tới mày nữa, nó cho mày ngục
Rồi mày ngồi mày ngục đi nha. À, chị ơi, à, tuyên truyền là phải nói lịch sự chứ nói như chị ai mà nghe. À, đi học cách tuyên truyền của Đảng Cộng sản kìa, người ta nói hay lắm, người dân ai ai cũng nghe hết trơn á. Ờ, khỏi cần mày dạy đời, khỏi cần em dạy đời, chị tuyên truyền cái kiểu láo khoét như Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên người dân nghe đó. Ừ, thì lên trển ngồi nói đi, bà đặt giá bộ rơi nước mắt cá sấu. Còn chị ở đây thật lòng thôi à, chị không có cần phải tuyên truyền, chị nói cho toàn dân Việt Nam nghe thôi à. Chứ vấn đề là chị không cần phải là tuyên truyền, chị đâu có kéo người dân Việt Nam theo chị để chị hút máu người dân Việt Nam đâu. Đâu có người dân Việt Nam nào trên đây mà chị đè đầu ra, chị lấy nhà, lấy đất hay là lấy cửa đâu mà chị cần phải tuyên truyền mà nói ra mấy cái lượng giọng điệu mà vấn đề là của em đâu. Em nói tuyên truyền là phải nói năng lịch sự. Ừ, thì Đảng Cộng sản nó nói năng lịch sự lắm, để nó tới bắt đầu là các bạn nó lấy nhà người ta vậy thôi à. Ừ, cầm microphone tới bà đặt chị cho biết vấn đề là tình hình cái như thế nào vậy chị. Ừ, nhà tôi bị mất là không sao, Đảng và nhà nước sẽ lo hết. Cứ việc đất cát này là vì công trình chung, muốn cho đất nước giàu đẹp không, có muốn cho vấn đề là đất nước Việt Nam văn minh với thế giới không. Bây giờ muốn muốn thì đưa nhà đây cho Đảng lấy, đưa nhà đây cho Đảng tịch thu để mở đường làm thành phố. Đó, tuyên truyền cái kiểu mất dạy vậy đó, tuyên truyền vấn đề là để cho người dân nghe để mà đưa đồ, đưa vàng, đưa tiền ra thôi à. Chị ơi, chị đúng 45 phút rồi kìa chị ơi. Rồi, đúng 45 phút rồi thì ok. Nhân cái dịp năm mới, chị sẽ vấn đề là kính chúc cho tất cả mọi người ở Việt Nam sẽ được vui vẻ nha. Rồi, đó, cho các em nghe một bài nhạc. Đó, Happy New Year nha. Đó, bắt đầu là cho nghe như vậy đó, kệ nó, nghe chị nói chuyện xong rồi là vấn đề chị chúc mừng cho, để cho nó quên đi cái nỗi đau, nghe không? Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.